Mọi người ơi, mọi người đã thấy TikTok chưa ạ? Mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây cho em thấy mọi người luôn nghe. Hello các tình yêu. Sao chị muốn đồ mất lạnh đi đâu? Em trà sữa đường đen quá dở. Không, đồ mất mới lạnh. Dở không? Trà sữa đường đen mà không có một tí màu đen luôn á. Chán ba ghê. Ủa, trà sữa đường đen cái này trà sữa. Trà cái gì đang cho sữa tươi. Ồ, bán gì đâu mà chán bà đâu đường nè. Sợ bá luôn á. Mọi người ơi, mọi người thấy em chưa mọi người ơi? Ai thấy em rồi thì mọi người comment theo nha. Chị Nguyễn, chào Phúc Lợi, chào anh Quang luôn ạ. Hello Phú Trần của chị Tóc luôn nha. Cái vụ chào vợ của anh nữa hãy. Anh Việt mà comment vậy là em ế chồng rồi sao? Rồi mọi người ơi, ai thấy Tóc Tóc nữa không ạ? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người luôn nghe. Trời đang mưa tầm tã mà còn like nữa, ngủ đi hả? Ngủ rồi lấy gì ăn không nội? Ngủ rồi anh nuôi em phải không anh Đực? Anh Đực nuôi Túc phải không? À, chị yêu ăn trưa mà lai muộn vậy. À, chị yêu ăn rồi Phú Trần ơi. Hello anh Tô Tiên Long nha. Tôi chào anh Tô Tiên Long luôn. Mọi người ơi, còn ai thấy Túc nữa không mọi người? Ai thấy em nữa thì mọi người comment lên đây. Thấy Long, Long hứng nước nóng cho chị với Long. Dạ. Cho em thấy mọi người luôn nghe. Trung, hello anh Thanh Trung, hello anh Việt, hello Duy Hưng, hello anh Thanh Tùng. À Thanh Tùng chứ lộn mà kêu Thành Trung. Hello Ngọc Thạch, nhớ Túc Túc quá hả? Vì Ngọc Thạch vô live stream của Túc chơi hoài luôn đi. Ngọc Thạch bữa giờ đi đâu mà không vô live stream của Túc chơi vậy? Đêm qua nhiều, quá nhiều quà nhiều ghê ha. Đúng rồi, đêm qua chị Túc nhiều quà lắm luôn. Mà hôm qua Phú Trần không có vô live stream của chị Túc chơi hả? Phú Trần chia sẻ live stream xong rồi cưng đi ra mất tiêu hả? Em ăn ngày mấy cử hả? Em ăn lúc 9 giờ mấy em ăn một cử nè, xong rồi tới chiều 5 giờ mấy em ăn một cử, xong rồi tối về. Nếu như mà em đi làm về em đói em ăn một cử nữa, nói chung một ngày cũng đủ 3 cử. Hello anh Bảo Nam, hello anh Lê Hải Đặng. Bây giờ 3 cử còn đỡ chứ hôm bữa em ăn chắc cũng 5 cử luôn đó anh. Sáng xong rồi trưa rồi một giấc xế xế rồi chiều lại còn tối nữa. Điếc rồi muốn lăn luôn. Hello mọi người luôn nha, chào anh Quang Thắng luôn, chào Sai Đường luôn nè. Tên Túc Túc hả chị? Ừ, chị tên Túc Túc đó, Sai Đường ơi. À, người yêu ăn cơm chưa hả? Hello anh Vương. Hôm nay Vương hết kêu em bằng vợ rồi, kêu anh người yêu hả Vương ơi. À, chào ai nữa đây ta, chào ai nữa đây, mọi người thấy em chưa? Mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nha, cho em thấy mọi người luôn đi nha. Hello các tình yêu, các tình yêu của Túc Túc ơi, mọi người đã thấy em đông đủ chưa ạ? Hello mọi người luôn nha, hello cô Tô luôn nè. Rồi, em sẽ lên câu đố cho mọi người chơi mini game nha. Thì câu đố đầu tiên hôm nay. Có chứ, em comment trước chị kia mà chị không thấy hả? Ồ, Phú Trần chắc là bị ẩn comment lúc đó rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình chơi mini game mọi người nha. Con gì là không có chân mọi người ơi? Hôm nay tôi sẽ lên cho mọi người là con gì mà không có chân mọi người nha. Mọi người comment liền cho Túc luôn nè, con gì đây ạ? À? Con gì mà không có chân? Nhưng mà hôm nay thì chút đau hỏng quá, chút sẽ nói chậm chậm lại mọi người nha. Đó là thể lệ để chơi mini game là mọi người cần phải chia sẻ livestream ở chế độ công khai một lần nha. Chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em nè, chụp màn hình lại liền cho em luôn những cái nhóm mình đã chia sẻ luôn nha. Sau đó inbox cho fanpage của em thì mới được nhận quà mọi người nha. Ở đó có mưa không? Dạ có mưa anh Đực ơi, mà hồi nãy em đi là mưa lâm râm à, chứ không có mưa lớn. Anh Đực ở đâu đó? Anh Đực ở đâu mà mưa lớn lắm hả? Hello xì tin dâu nha, chào em May. Em đâu phải tên May đâu, con rắn là sai luôn, hãy salam ơi. Rồi, chào mình đi ạ, hello anh Trần Việt Quốc nha, tôi tốt chào anh luôn ạ. Hello anh Võ Đức Tài luôn nha.
À, tức nắng rồi. Sao vậy? Nó đụng, nó chừng hồi đó qua mày thì nắng hơn. Ờ. À, vậy bây giờ mình cắm vô được không? Được, đèn nóng. Ờ, hôm nay 4K nữa. Ủa Quyền đâu? Không có like. Sao vậy? Chị like dùm với Quyền. Sao vậy? Cái Quyền like thứ 6, 7 giờ cho chị. À, like chị 4 rưỡi hả? Không. Ý là chiều nay 4 rưỡi chị like, xong rồi 3 ngày kia rồi Quyền like cho chị. Hết luôn. Ờ. Hết trên ca luôn. Ờ. Nhưng mà ngày đó là dùm chị 2K. Mà thứ 7 chủ nhật, thứ 7 thứ 6 7 chủ nhật là like hết luôn 4K hay sao? Không. 2-3K gì đó thôi. 2K hả? 2K. Con Jun là sai luôn nha. Em ăn nhiều mà thấy em mập quá hả? Ồ em ăn nhiều quá hả? Em không ăn nữa đâu, em sẽ giảm cân lại nha. Chủ nhật có like 2K nữa. Chủ nhật đó hả? Chủ nhật chị không biết, coi biết Huyền có like không like thôi. À, chào em mấy lần rồi mà kêu thế hả? Hello Tin Dâu, tôi bắt chào Tin Dâu luôn nha. Hello Duyên Mạnh, hello sai đường, trả lời con rắn trước, con rắn là sai rồi. Đâu có cần trả lời trước, trả lời sau gì đâu, là con gì, đúng rồi Bảo Nam ơi, là con gì, con ốc là sai luôn. Con gì mà không có chân mọi người nha. Con đường là sai luôn, con Jun là sai luôn rồi, con gì đây. Mọi người comment cho em nha. Một xíu nữa em coi coi người nào có đáp án đúng em sẽ la lên cho mọi người liền luôn, ok không hả? Con cua nó có cái càng cua hả? Ờ kêu bằng càng, có ai kêu bằng chân con cua đâu đúng không ạ? Rồi cười kìa dễ thương ghê hả? Chị cảm ơn Phú Trần nha. Mọi người ơi, mọi người ơi, à, con rết hả? Con rết nó có nhiều chân lắm mà phải không ta? Con rết là nó có chân mà. Mọi người ơi, ai thấy tốt tốt rồi mọi người comment nha. Có kính nữ nào đang mất không chị? Có luôn. Trần Hương Diễm ơi, chị mới về mấy cái kính nữ dễ thương lắm, đẹp lắm luôn nè. Chị mới về một đống kính nữ luôn nè, toàn là mẫu đẹp không ha. Đây còn mẫu trẻ trung một xíu là có mẫu này rất là dễ thương luôn. Chị Túc mới về luôn nha. Có nhiều mẫu lắm, hôm nay về hơi bị nhiều mẫu. Ơi chị nghe nè Tiên Nguyễn ơi, con cuốn chiếu là sai luôn nha. Hằng Binh Bông sẽ còn ủng hộ sắp dài dài vì tư vấn dễ thương. À, sản phẩm đẹp, cảm ơn Hằng Binh Bông nha. Con Lương là sai bao nhiêu vậy chị? Trần Hương Diễm ơi, em đợi chị một xíu nha. Xíu nữa kết thúc mini game chị sẽ xem cái mẫu kính đó cho em liền luôn ha. Đợi chị chút xíu nha Trần. Bé gì đó ơi? Rắn hả? Rết chân một rổ luôn, đúng rồi, rết là chân nhiều lắm luôn. Mấy Diễm đợi chị xíu nha. À, ăn ở hiền nên mới đẹp gái vậy nè. Em cảm ơn anh Ngọc Thạch ạ. Hello Chính ơi, bây giờ kiếp này cũng ở hiền mà, chứ đâu có ở ác đâu, chắc kiếp sau là còn dễ thương hơn nữa. Hello anh Ngọc Thạch, em cảm ơn anh nha. Hello anh Quý Nghĩa luôn ạ. Đã nhận hàng, hàng đẹp quá em cảm ơn anh Ngô Đình Trọng nha. Anh Ngô Đình Trọng lấy cái mẫu nào vậy anh ơi? Con cá là sai luôn, share 100 lần luôn, lần nào cũng không có quà. Lê Rin ơi, chị vô nick em á, chị thấy nick em có 100+ bạn bè hờ. Chị vô chị thấy em có chia sẻ về trang cá nhân không mà em không có chia sẻ hội nhóm. Em có chia sẻ hội nhóm, em chụp màn hình liền giùm chị luôn nha. Tại vì hôm qua á, chị có like trên trang cá nhân của chị Túc á. Chị Túc có vô tường của em coi, em có 100+ bạn bè đúng không? Em thấy kết bạn với nhiều người nè. Sau đó thì em chia sẻ vào hội nhóm với chơi cho chị luôn nha. Thì chị sẽ tặng quà cho em nha. À, sắp anh bắt mình phải nhé. Ok Tường Vy, con đường là sai, con cá là sai, con mai là sai, con tim là sai rồi anh Thái Salon ơi. Rồi mọi người comment liền cho Túc luôn. Biết sao không, hôm nay đau họng quá cho nên Túc sẽ nói từ từ mọi người nha. Hello anh Ban Nhạc Kiên Giang luôn nha. Hơi bị lâu rồi mới thấy anh Ban Nhạc Kiên Giang luôn á. Con mà không có chân thì nhiều lắm, đúng rồi nhiều lắm luôn, cho nên comment nha. Sai 100 lần luôn ha ha. Sai 100 lần luôn đó hả? Không sao hết, sai là không sao hết nha. Chỉ có đúng thì mới có sao thôi. Ủa nãy giờ em còn chưa lên kính để tặng mọi người nữa mà mọi người chơi mini game khí thế quá vậy. Rồi để em lên kính em tặng cho mọi người nha. Hôm nay nếu như mà là nữ trúng thưởng thì em sẽ tặng cho nữ một cái kính này rất là đẹp luôn. Trời ơi sáng chưa, sang lắm luôn nha. Thì mẫu kính này là 400k một cây em tặng cho nữ. Còn nếu như mà nam trúng thưởng thì em sẽ tặng cho nam cái kính nào bây giờ đây ta? Để em xíu nha. Nếu như mà nam trúng thưởng thì em sẽ tặng cho nam một chiếc kính này đây. Để em xíu em lấy kính cho mọi người coi. Đây, nếu như anh nam trúng thưởng thì Túc sẽ tặng cho nam mẫu kính trên đầu của Túc luôn nha. Đây, Túc để trên đầu như vậy nha. Còn kính này dành tặng cho nam nó rất là ngầu luôn. Đó, cũng 400k một cây luôn, thích chưa, thích chưa? Rồi, thích thì comment thiệt là nhiệt tình cho Chúc luôn nha. Đây, mẫu kính Chúc đang mang là kính hiệu Lacoste. Còn kính trên đây là kính cu xì mọi người nha. Kính cu xì là kính dành cho nữ, kính Lacoste là kính dành cho nam, ok không ạ? Rồi, còn bây giờ thì mọi người tranh thủ mọi người comment liền cho Túc luôn để nhận được kính mọi người nha. Hai cái kính đang chờ mọi người nè, 400k một cây. Rồi, con gì đã không có chân mọi người comment liền cho Túc luôn nha. À, đau họng kiểu gì mà ngọt hơn bữa trước thế hả? Chị Chúc đau họng lắm luôn. À, bé Ngốc ơi giá thế nào ạ? Giá cái này là 400k một cây em nha. Nhưng một xíu chơi mini game xong chị sẽ sale giá này sập sàn luôn cho em mua nha. Con cơ là con gì, con cá là sai luôn rồi. Xe bao nhiêu họ nhóm ạ? Xe ít nhất, xe ít nhất là một một cái
share về trang cá nhân một lần cho Túc Túc luôn nè. Share vào 10 hội nhóm cho Túc, chụp màn hình lại cho Túc liền luôn nha. Rồi, mọi người comment liền cho Túc luôn đi nha. À, có kính nào màu xanh không sót hả? Chị Liên Mai ơi, có kính màu xanh không đó hả? Để em coi coi. Kính màu xanh dành cho nữ hả? Không có có chị Liên Mai ơi, em không có kính màu xanh, em có kính màu tím trên đầu của em thôi. Để em coi coi nha. Rồi, con rắn là sai luôn nè, con tàu là sai luôn rồi, không lấy kính lấy người được không em? Được luôn nha. Rồi, con rắn là sai con Túc hả? Con Túc vậy em giơ cái chân lên cho anh coi luôn nha. Con Túc là nó có hai chân luôn đó nha. À, con gì đây Quý Nghĩa ơi, anh chia sẻ livestream cho em chưa ạ? Hello Hà Trường. À, cảm ơn góc nhỏ trong em nhiều luôn nha. Rồi mọi người ơi, mọi người comment liền cho Túc luôn đi ạ. À, con gì mà không có chân? Nhớ nha, thể lệ để chơi mini game là chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai. Chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em chụp màn hình lại thì mới được tham gia mini game. Con số là sai luôn, con đó có ăn được không em? Thôi, em sao em trả lời vậy được, em nói ra một cái là anh biết hết trơn rồi sao? Con số là sai, con lưu là sai luôn ha. Những sao cái con đó nó không có chân mọi người nha. Con này là con không có chân là con gì mọi người ơi, con số là sai luôn rồi anh ạ. Không đúng luôn anh ơi. Rồi, mọi người comment liền cho em luôn nha. Con gì là không có chân được không ạ? À? Nãy giờ để em coi coi lượt share là bao nhiêu. Nếu như lượt share tăng lên thì Tú Túc sẽ gửi cho mọi người liền luôn nha. Để em coi coi lượt share là bao nhiêu rồi. Con đĩa là sai luôn, tiếc quá mà chân chân ơi tiếc cái gì. Con tem là sai, con đường là sai, con lương biển là sai luôn. Để em coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu. Nếu như lượt chia sẻ mà tăng lên, tôi sẽ gửi cho mọi người liền luôn nha. Rồi, tôi sẽ để câu đố ở đây cho mọi người là con gì không có chân. Còn bây giờ tôi coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Lượt chia sẻ bây giờ chỉ mới có 111 lượt chia sẻ thôi, rất là ít luôn mọi người ha. Lượt chia sẻ trên 500 tôi sẽ gửi cho mọi người liền luôn được không ạ? À? Mấy chữ chạy chưa Lương Trung Nguyễn ơi. Khi nào lượt chia sẻ trên 500 tôi sẽ gửi cho mọi người liền nha. Bây giờ thì mọi người tranh thủ comment cho Túc đây, tranh thủ comment cho Túc liền luôn nha. Con sông là sai, con thuyền là sai. Em chị cảm ơn Thái Sa Long luôn nha. Chị cảm ơn Thái Sa Long. Ủa Thái Sa Long ơi, em nhỏ hơn chị Túc luôn đó hả? Chị ơi, đó là con đẻ ở dưới nước phải không chị? Sai luôn rồi bé yêu ơi. Con gì con dương vật hả ông nội Lâm Nguyễn này, comment thấy ghê quá vậy. À, mã ô ok 0863 ok chúc lê luôn nha. Con sông là sai, con rắn là sai, con dung là sai rồi anh Trường Nguyễn ơi, không đúng luôn. Rồi lưu xe là bao nhiêu rồi mọi người ơi, để em coi coi. Không, chị không ăn gì đâu. Lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi mọi người ơi? Hả? Không ra uống trà sữa trái mật nha. Ờ, vậy thôi, con uống trà sữa giùm chị quên luôn á. Uống trà sữa mật nó hết cho chị đi. Rồi để em coi coi lượt chia sẻ tăng lên mới có 3 lượt chia sẻ, thật là quá đáng luôn đó. Mọi người chơi mini game mà mọi người không chịu chia sẻ livestream gì hết trơn à. Vậy bây giờ em có nên chơi mini game nữa không ta? Bình luận thì tới 138 bình luận mà lượt chia sẻ chỉ có 114 lượt chia sẻ thôi. Có nghĩa là mọi người chơi mà mọi người không chia sẻ livestream thì làm sao bây giờ? À, mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream cho Túc luôn đi nha. Rồi, em nhắc lại nha, thể lệ chơi mini game là một người chơi sẽ chia sẻ và comment tương đương với một lần comment sẽ là một lần chia sẻ, cho nên mình muốn comment nhiều thì mình hãy chia sẻ càng nhiều, sau đó đếm lượt comment luôn nha. Rồi, mọi người comment cho Túc lẹ lên mọi người ơi, con gì mà không có chân được không ạ? Comment cho Túc luôn nha. Con này là nó ở đâu, ta phải gọi là nó ở đâu, nó không có ở trên trời mọi người nha. Con này ở dưới đất và ở dưới sông thôi, không có ở trên trời, cho nên mọi người comment liền. Oh, đau lòng quá đi. Gớt mẹ điện thoại rồi, đau lòng quá đi. Không sao, không để màn hình. Rồi, mọi người ơi, mọi người comment cho Túc luôn nè. Con thù lù là con gì? Chú không biết luôn đó anh Rector ơi. Con dao là sai. Ở biển, ở sông hay trên cạn mực mấy đi Túc. Rồi, ok, gửi cho mọi người con này nha. Con này nó có ở là trên bờ hoặc là ở dưới nước luôn. Con này á, nó ở trên bờ và nó ở dưới nước mọi người nha. Ở trên bờ và ở cả dưới nước luôn. Mọi người comment cho Túc luôn đi. Con thuyền là sai rồi, không đúng luôn nha. Không phải con thuyền đâu. Rồi, mọi người comment cho Túc luôn. Con gì không có chân nào, mọi người comment lẹ lên nha. Thời gian chơi mini game chúc chỉ chơi trong vòng tầm 3-4 phút thôi, sau đó chúc sẽ bán kính liền luôn. Con thuyền là không đúng đâu anh Quý Nghĩa ơi. Không đúng luôn, con rắn cũng sai luôn nha. Con gì mà không có chân mọi người ơi. Xe nhiều quá, lỡ bị khóa luôn rồi chị. À, cưng có sao bao nhiêu hội nhóm mà xe bị khóa rồi. Trong khi chị Túc mới thấy có 110 mấy lượt chia sẻ thôi. À, sắc ơi, trồng thủy tinh thì có dễ vỡ không? Trồng thủy tinh hữu cơ thì nó cũng không dễ vỡ lắm đâu. Chỉ có trồng boleroi thì nó mới khó vỡ thôi nha. Còn trồng thủy tinh luôn thì nó sẽ dễ vỡ nha. Trần Tiên ơi, con gì? Rồi, Trương
Trương Nguyễn ơi, bao nhiêu âm chị hả? Trời đất ơi, chị mà đọc lên một cái là bị lộ đáp án hết rồi sao? Mọi người phải chia sẻ livestream thì mới được luôn nha. Nhắc lại nè, thể lệ chơi mini game là chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai. Một lần cho tốt luôn, chia sẻ vào 10 hội nhóm, chụp màn hình lại ngay lập tức luôn gửi về cho fanpage để được nhận quà mọi người nha. Còn nếu như không có chia sẻ livestream mà khi mà tốt chọn được người chúng rồi, chúc kiểm tra inbox không có gửi tin nhắn về cái lượt chia sẻ livestream là chút không tính đâu nha, kết quả không hợp lệ luôn được không ạ? Cảm ơn Thấm Nguyễn luôn, khó quá Túc Túc ơi hả? Câu này em thấy dễ lắm mà, con gì mà không có chân. Rồi để em coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu luôn nha. Con sùng ở trong cây lồ ô không có chân. Yeah. Nguyễn Phương ơi, Nguyễn Phương comment hay quá nha, em còn chưa biết cái con sùng đó là con gì để chơi hết trơn á. Rồi con gì mà không có chân mọi người ơi, mọi người comment cho Túc liền luôn đi để Túc coi coi lượt chia sẻ có trên 500 chưa. Trên 500 là Túc sẽ gợi ý cho mọi người liền luôn nha. Để em coi nè, con gì đây, con gì đây, comment thiệt là nhiều. Em chào anh Thiên Nhi luôn ạ. Hello anh Thiên Nhi nha, hôm qua thấy Thiên Nhi vô livestream chơi với em luôn rồi nè. Rồi mọi người ơi, mọi người comment cho Túc được không ạ? Con gì là không có chân, mạng yếu quá đi à. Lướt cái này thôi để coi lượt chia sẻ thôi mà lướt cũng không được nữa nè, đứng im rồi. Em cảm ơn anh Nguyễn Thanh Nhàn. Nguyễn Thanh Nhàn lớn hơn Tóc hay là nhỏ hơn Tóc vậy? Công Thanh ơi, hello anh luôn nha. Rồi, mọi người comment liền cho em luôn nha. Đâu, để em coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi. Ủa, sao mà mạng wifi nó kỳ cục vậy ta? Coi lượt chia sẻ không có được. Lượt chia sẻ là 178, chưa ô, bình luận cũng 178, lượt chia sẻ cũng 178 luôn. Con rắn là sai luôn rồi, anh thôi, không đúng luôn anh ơi. Con mana canh có chân mà, anh Đức Tường ơi. Con mana canh là có chân mà anh ơi. Con gì không... Đau quá. Con gì không có chân mọi người nha. Con Dung cũng không có chân là không đúng luôn. Lớn hơn hả, vậy em kêu bằng anh luôn nha, anh Thanh Nhàn nha. Rồi, mọi người ơi, hello anh Kiên Nguyễn luôn nha. Anh đoán em chưa ăn cơm đúng không? Đâu? Đồng nào cũng bỏ chị đợi xíu đi. Hả? À, lúc trước bà đã xong rồi. Thì sao? Thì sao đi em? Thì xíu, cũng không được nghĩ tới kia lận mà. Không, bây giờ nghĩ tới 1 giờ. Đi đi. Là tốn tiền mới sắp rồi, đẹp quá cơ. Hay là chị Phạm Thái Mỹ luôn. Chụp rồi gửi vô inbox cho chị liền luôn nha. Con rắn là chưa đúng luôn, con lật đật chưa đúng luôn. Nguyễn Đình Lan ơi, Nana Nguyễn, hello bà Nana Nguyễn nha. Con rắn chưa đúng, con sông chưa đúng, Trang Thu ơi. Rồi, mọi người ơi, con gì là không có chân, mọi người comment cho Túc liền luôn nha. Kèm theo đó là chia sẻ livestream. Chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai nè. Chia sẻ vào hội nhóm cho Túc luôn nha. Thì Túc sẽ tặng kính cho mọi người. Cái kính này là dành cho nữ nè. Nếu như mà nữ trúng mini game thì sẽ được nhận kính này nha. Thì kính này có giá là 400k một cây, hiệu là Cushy, mọi người nhìn thấy không? Rất là đẹp, rất là sang chảnh luôn, được không ạ? Rồi, chị yêu ơi, khó khăn quá hả sao? Chị yêu ơi, sao khó khăn quá hả? Cái gì mà khó khăn hả? Quỷ sứ này. Rồi, mọi người comment cho Túc thiệt là nhiệt tình luôn nha. Khi nào Túc thấy rất là nhiều comment hiện lên thì Túc sẽ gửi cho mọi người liền luôn, đúng không ạ? Rồi, con gì không có chân mọi người nha. Mọi người tranh thủ comment liền cho Túc đi. Chúc chị để thời gian thêm 3 phút nữa thôi. 3 phút nữa thôi, nếu như không có ai comment đúng thì Túc sẽ công bố đáp án xong rồi mình sẽ không tìm ra được người may mắn đâu. Mọi người chia sẻ chưa? Trời đất ơi, nó có 183 lượt chia sẻ thôi, rất là ít luôn ha. Rồi, bây giờ thì Túc sẽ lên một mẫu kính xịn cao cấp cho mọi người để tặng cho người nào chia sẻ livestream nhiều nhất luôn nha. Rồi, mọi người nhìn nha. Bây giờ Túc sẽ cho mọi người coi cái kính này nè, đẹp lắm luôn. Cái kính này đó là thương hiệu Armani, có hộp Armani đầy đủ cho mọi người luôn nha. Đây, kính Armani, bên trong của nó là như vậy. Thì cái kính này có giá là 900k một cây. Ngày hôm nay Túc sẽ lấy kính này để tặng cho người chơi mini game luôn, chơi lớn luôn nha. Có logo Armani ở đây cho mọi người, ở đây nha, có họa tiết rất là xinh xắn luôn. Mẫu kính này dành cho cả nam cả nữ, Túc sẽ mang lên cho mọi người coi cái form kính này. Thì chiếc kính Armani này khi mà rơi, mà khi làm rơi làm rớt nó cũng không vỡ, không bể luôn nha. Đặc biệt nó còn chống trời, chống xước cho mọi người được luôn. Kính này có chống trời, chống xước được nha, 900k một cây. Hôm nay mình chơi mini game để nhận được kính này cùng với Túc luôn nha. Thì làm sao để nhận được cái kính 900k như Túc đang mang thì mọi người cùng làm theo Túc để nhận kính luôn nha. Đó là bây giờ mọi người hãy nhắc vào cái livestream của Túc luôn. Mọi người nhắc vào cái livestream của em, có chữ chia sẻ nha. Bị ẩn comment hả? Hello anh Cường, bây giờ em mới thấy anh Cường luôn á. Rồi, mọi người nhắc vô cái chữ chia sẻ trong màn hình livestream, chọn cho em là chia sẻ hội nhóm nha. Sau đó nó sẽ hiện lên rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn. Từ từ nha, đây, nó hiện lên rất là nhiều hội nhóm. Mọi người bấm vô đây cho em hết trơn luôn nha, cảm ơn anh Hiếu Phạm nhiều ạ. À, đây, mọi người click vào những cái ô màu xanh ở đây cho em để chia sẻ hội nhóm và sẽ được nhận kính này em đang mang nha. Trong vòng 3 phút, ai chia sẻ vào các hội nhóm này nhiều nhất, em tặng cho người đó chiếc kính em đang mang giá là 900k một cây. Nếu như không có hội nhóm thì bấm vô đây chữ chia sẻ, chọn viết bài.
Chỉnh chế độ công khai giúp em luôn là hình trái đất ở đây, bấm chữ xong. Chỉnh cái chỗ ở giữa này nè, rồi bấm chữ đăng là ok nha. Rồi, mọi người tranh thủ chia sẻ livestream cho Túc Túc luôn mọi người ha. Rồi, bây giờ Túc Túc sẽ bấm giờ trong vòng chỉ có 3 phút thôi, 3 phút thôi nha. 3 phút bắt đầu. Trong vòng 3 phút này, lượt chia sẻ tăng lên 1k, lượt chia sẻ công bố đáp án tặng kính cho mọi người ngay lập tức luôn, ok không ạ? Còn cái kính này Túc đang mang mọi người nhìn nha, cái viền của nó rất là sang. Ngay chỗ này nè, làm bằng titan, không bong, không tróc, không sét và không gỉ luôn. Còn cái chồng kính mà Túc đang mang cho mọi người đó, thì cái chồng này khi làm rơi, làm rớt, làm vỡ, nó cũng không có bị bể nha, nó cũng không bị vỡ luôn đây. Em đưa cho mọi người coi rất là sang chảnh. Dòng kính này có thương hiệu là Acma này, Túc để trên đầu cho mọi người nha. Đó, rất là sang chảnh luôn. 900k một cây dành cho người chơi mini game ha. Rồi, con ốc là sai, con mắt là sai, con đường là sai, con tim em ơi là sai luôn rồi, anh ơi không đúng luôn nha. Thời gian cho mọi người còn 2 phút 25 giây thôi. Trong dòng máy của anh không có chữ chia sẻ. Ủa sao sai vậy anh Cường? Tóc mình ngắn hợp với kiểu nào hệ sắp để xíu em sẽ tư vấn cho chị nha. Con đường là sai, con sơn là sai luôn. Con gì không có chân mọi người ơi, mọi người comment nha. Thời gian chia sẻ chỉ còn đúng 2 phút thôi. Sau 2 phút này tôi sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất. Chia sẻ livestream nhiều nhất và tôi sẽ công bố đáp án trực tiếp trên livestream này cho người chơi được trúng thưởng luôn ha. Rồi, con gì đây, con gì đây, con sông là sai luôn rồi. Con gì đây mọi người ơi. Anh Kiên Nguyễn ơi, anh comment cho em kỳ cục quá hả? Thạch Bảo Ngọc cũng comment kỳ cục quá hả? Con bỏ xác là sai luôn nha, con rắn là sai luôn. Rồi, để em cho coi coi, nếu như lượt chia sẻ mà tăng lên đúng 1.000 lượt chia sẻ, em công bố đáp án cho mọi người, đều comment luôn, cho mọi người đều trúng kính luôn ha. Rồi, để coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu. 307 lượt chia sẻ, rất là ít luôn mọi người nha. Tranh thủ chia sẻ livestream cho em luôn ha. Bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người cách chia sẻ livestream lại một lần nữa nha. Thì chiếc kính trên đầu của em đang mang có thương hiệu là Acma này đây mọi người nhìn nha. Hộp là hộp cao cấp đàng hoàng luôn, thấy chưa, kính chính hãng. Khi mua khi mà được tặng kính cũng có bảo hành cho mọi người đúng 3 tháng luôn, tặng kính cũng có bảo hành nha. Bên hông của nó nè, cái viền của nó rất là xinh đẹp luôn, rất là ngầu, có chữ Acma này ở đây cho mọi người. Viền của nó được làm bằng titan, không bong, không tróc, không sét và không gỉ. Đây, càng kính rất là đẹp, trong kính này màu đen, viền màu đen. Rơi rất là không vỡ không bể luôn, chống tiêu UV thì chuẩn 400. Em mang cho mọi người coi nha, nam nữ gì cũng mang được cái kính này hết trơn á. Rồi, thì bây giờ làm sao để nhận được chiếc kính em đang mang thì mọi người làm theo em luôn nha. Mọi người làm theo em, một lần nữa nha, cho những người vô sau biết nè. Đây, mọi người nhắc vào chữ chia sẻ giúp em trong cái livestream này, ở dưới cuối màn hình ngay chỗ này nè, nhắc vô đây. Rồi, chọn chữ chia sẻ hội nhóm liền cho em luôn. Thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn nha. Đó, mọi người click hết vào những cái ô màu xanh ở đây cho em để chia sẻ hội nhóm được không ạ? Click hết vào những cái ô màu xanh ở đây nha. Sau đó thoát ra, bấm chữ chia sẻ, chọn viết bài. Chọn chữ viết bài đầu tiên, rồi bấm chữ đăng ở đây cho em là ok. Được chưa ạ? Chia sẻ trang cá nhân càng nhiều cũng được mà hội nhóm càng nhiều cũng được. Trong vòng 3 phút thôi em bấm giờ lại nha. Trong vòng 3 phút nữa cho mọi người chia sẻ livestream. Sau đó hệ thống sẽ cho người kiểm tra đáp án, lộn kiểm tra kết quả coi bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất. Bạn đó sẽ nhận được ngay cây kính 900 ngàn này giao hàng tận nơi luôn nha. Rồi, con đĩa dưới nước là sao, con tim con cá là sao luôn, con tàu là sao rồi Kiên Nguyễn ơi. Kiên Nguyễn đừng comment vô duyên với em nha. Con gì con lương là sai luôn, con lương hả? Con lương là chữ G hay là có G hay không G? Rồi, con gì con tàu là sai rồi anh ơi. Thời gian cho mọi người thì còn 2 phút 30 giây để mọi người chia sẻ livestream thôi nha. Em hướng dẫn nhưng anh không biết làm mà. Ồ sao vậy, chắc là máy anh khác máy em rồi. Em không có biết xài Samsung, em quen xài iPhone rồi nên em không có biết cái dạng Samsung là nó chia sẻ như thế nào nữa. Rồi, mọi người ơi, con gì là không có chân gửi cho mọi người. Con này có thể là sống trên bờ và có thể là sống dưới nước được luôn mọi người nha. Rồi, lẹ lên, chắc tình yêu ơi, em chuẩn bị bán kính rồi đó. Rồi, con luôn là sai luôn, con đĩa là sai, con mắt là sai rồi, không đúng nha. Rồi, lượt chia sẻ là 492 lượt chia sẻ đang dần tăng lên. Nếu như mà tăng lên 1k lượt chia sẻ hả, em công bố đáp án cho mọi người trúng thưởng luôn đó nha. 514 lượt chia sẻ rồi, lẹ lên các tình yêu ơi. Còn có 1 phút 50 giây cho mọi người chia sẻ livestream thôi, được không ạ? Cái kính này em đang mang hiện đang có giá là 900k một cây mọi người nha. Hàng cao cấp bên em đó. Rồi, anh dùng 6 lút, ủa vậy là giống như em luôn mà, giống như em mà sao chia sẻ không được sai vậy? Rồi, bán kính nhanh với ok Trần Hương Diễn, chúc chuẩn bị bán kính nha. 1 phút 40 giây này xong, chú sẽ bán kính liền luôn. Có mấy từ em ơi? Dạ chưa gợi ý được nè, con lật đật là sai luôn, con đường là sai. Mẫn xà, con mảng xà là sai, dạng thủy tinh hay dạng nhựa? Đoàn Minh Thu ơi, dạng này là dạng trồng boleroi nha, không phải thủy tinh, không phải nhựa luôn mà trồng boleroi, chống trời chống bể cho anh luôn. Rồi, mọi người ơi, còn 1 phút 25 giây thôi. Tôi tốt sẽ để điện thoại ở đây cho mọi người quan sát luôn nha. Và nếu như mà nữ trúng kính thì sẽ nhận được chiếc kính này đây, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Kính này Tốt đang mang có giá là 400k một cây nha. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người ơi,
Chiếc kính này đây, chúc sẽ lên từ từ cho mọi người coi. Kính 400k để trên đây nha. Còn cái kính này chúc đang mang lên cho mọi người coi nè. Để xíu để em lấy nha. Trong lúc mọi người đang chơi mini game hào hứng thì em sẽ share cho mọi người một mẫu kính. Và chắc chắn là nó sẽ rất là đẹp luôn. Đây, chúc lên cho mọi người coi nha. Đẹp lắm luôn. Để từ từ để em coi coi. Đây, mẫu kính này mọi người nhìn nha, chúc mang lên rất là ngầu luôn đúng không ạ? Đây, chúc mang cái mẫu kính này lên cho mọi người coi nè. Thì kính này trồng của nó không phải là trồng nhựa, trồng PK mà nó được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ luôn mọi người nha. Nó sáng trưng như vậy mọi người thấy chưa? Đi ngày đi đêm được luôn. Hiệu của nó là Hugo Boss mọi người nha. Cái trồng này nó màu trà, còn cái viền này nó màu vàng kim rất là đẹp. Trên đây có các chữ ti laser, chữ Boss cho mọi người luôn. Hiệu Hugo Boss nha. Bên đây mọi người nhìn nha, đó càng kính thiết kế rất là tinh xảo, rất là đẹp luôn ha. Thì cái kính này bên Trúc đang có giá là 400k một cây. Em test tiêu UV cho mọi người coi nha. Chống tiêu UV chuẩn 400, thấy chưa? Kính này nam mang được, nữ mang được, đi xuyên đêm luôn, đi tới 2-3 giờ đêm cũng được. Mã kính này 400k một cây. Hôm nay em sale cho đúng 19 người comment nhanh nhất cho em cái mã của nó nha. 19 người comment nhanh nhất để lại mã là 20 mấy ạ? Em quên mã ra bà rồi. 2021 mọi người ơi, mọi người comment cho em nha. 2021 kèm theo số điện thoại, hiệu Hugo Boss nha. 2021 kèm theo số điện thoại, 149.000 một cây cho đúng 19 người để lại mã nhanh nhất luôn. Những ai để lại mã sau là sẽ không được mua kính này với giá 149.000 đâu. Em chỉ bán kính này cho những ai có chia sẻ livestream nãy giờ thôi nha. Mới có giá là 149.000 một cây. Ok không ạ? Rồi, ai lấy kính này mình tranh thủ mình comment liền cho em luôn nha. Anh Sơn ơi, anh Sơn ơi, anh Sơn, ở đâu rồi ta? Rồi mọi người ơi, mọi người tranh thủ mọi người comment liền cho em luôn nha. Con gì là không có ở chân mọi người ha. Rồi cái mã kính này mọi người ơi, 400k hôm nay em xem còn đúng có 149k thôi. Ai lấy mọi người comment liền cho em luôn nha. 149k một cây. Rồi, mọi người comment ok Nguyễn Phương luôn, 2021 kèm theo số điện thoại nha. Ok, anh không tiền phân nghèo hả? Không tiền phân nghèo. Anh Trần Đăng Thống ơi, cho em xin số điện thoại. À, cho em xin cái mã là 2021 luôn đi anh ơi. Kính này chống tiêu UV là chuẩn 400 cho mọi người luôn nha. Khủng long là sai luôn rồi nè. Ủa sao không ai bắt máy trơn người ta? Nghe nè. Anh Sơn lên lấy cho em cái bút đi. Ừ, lẹ lắm. Rồi, mọi người comment liền cho Túc luôn nha. 2021 kèm theo số điện thoại liền. Chị Vẫn à, không, con mật là sai rồi chị Hương Ngọc Lan ơi. Rồi, mọi người tranh thủ comment có bút một cái là em chốt hàng cho mọi người liền luôn nha. 2021 kèm theo số điện thoại. Cái mẫu này nè, em còn có cho mọi người là màu tím như vậy nữa, màu tím khói như vậy nha. Nam mang lên rất là ngầu, rất là đẹp luôn. Em mang cho mọi người coi nè, màu tím khói như vậy. Nam nữ gì mình cũng mang được hết trơn á. Ủa cái mẫu này mà nó màu đen đâu rồi ta, để em lấy cho mọi người coi nữa nha. Cái này có nguyên một màu đen mun luôn, một màu đen thui luôn nha. Đây, a. À. Cái mẫu này từ từ đi nha, 2021 nha mọi người nha. 2021 kèm theo số điện thoại cho em 149.000 thôi. Có bút một phát là em chốt liền cho mọi người luôn đó. Màu trà nam nữ mang cũng được, màu tím nam nữ mang cũng được luôn. Màu này là màu khói mọi người nha. 149.000 một cây, giá gốc tới 400k tại shop của em luôn nha. Cửa hàng ở đâu em? Dạ cửa hàng em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 luôn nè. BD được không chế, BD gì cũng được hết trơn á em ơi. Rồi bắt đầu chốt hàng cho mọi người nha. Bây giờ em bắt đầu chốt hàng nè, 19 người comment thôi nha. Những ai comment sau là hết kính mọi người ha. Rồi, ở trên đây có ai comment vậy ta? Từ từ để em xíu luôn nè, để em chốt cho ai ở trên trước nha. Rồi, em chốt cho Nguyễn Phương một cây 2021 cho Nguyễn Phương. Nguyễn Phương 2021, 149k một cây. Mọi người mua hàng bên em là yên tâm, được kiểm tra hàng ok hết rồi mới thanh toán luôn nha. Mình nhận được mắt kính rồi hả? Mọi người ơi, mình nè, khi mà mua hàng, shipper giao hàng tận nhà cho mọi người, giao hàng toàn quốc luôn, phí ship là 30k. Khi nhận được kính, mọi người được quyền mở hàng ra luôn, kiểm tra hàng coi có ưng ý không, có đúng như mẫu mã em đã like trên livestream không. Nếu như mà không đúng, không giống, xấu thì khỏi lấy, trả lại kính cho em luôn nha. Còn nếu như mà đúng rồi thì trả tiền cho em nha. Không tiền phân nghèo luôn nha, không tiền phân nghèo luôn nè. Đó, anh không tiền phân nghèo một cây, bảo hành cho anh 3 tháng luôn. Trần Đăng Thuấn ơi, cho em xin cái mã là 2021 luôn anh ơi. Rồi, 2021 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn nha. 148k mua mãi mà không được một cây em bán không? Anh này chọc vài à, Minh Chương Chương một cây 2021 luôn, 149k nè. Ship tận nhà cho mọi người, kiểm tra hàng cho Minh Thanh một cây luôn nha. Mình chia sẻ rồi là được mua kính với giá 149.000 anh nè. Rồi, cố mà sống 2021 luôn nha, còn đúng 15 cây thôi. 15 cây nữa thôi mọi người ơi, cố mà sống em chốt rồi luôn nha. Messenger hệ thống 2021 cho xin màu luôn mấy ông nội. Cho em xin màu đi, Messenger hệ thống chốt luôn rồi. Minh Chương Chương ơi, em chốt cho anh rồi anh nha. Rồi, ai lấy thì mọi người comment liền. Trời đất ơi, em là gái miền Nam chứ không phải là gái miền Tây ông nội. Em xin ở Sài Gòn, chốt cho Trần Đăng Thuấn một cây luôn nha. Nhà em ở Sài Gòn, em không có ở miền Tây. Rồi,
Trần Như Tú nè, em chắc cho Trần Như Tú một cây 2021, nhớ comment cho em màu luôn mọi người ơi. Trần Như Tú một cây luôn, 2021 kèm theo số điện thoại nha. Chỉ có giá là 149.000 một cây trên sách của em, cảm ơn Tuấn Nguyễn nha. Trên sách của em tới 400.000 một cây lần đó. Anh Biên Khánh ơi, cho em xin ra cái mã nó là 2021 đi anh ơi. Có mã thì em mới chốt được nha. Rồi, em chốt cho ai nữa đây ạ? 149.000. Phan Ngọc Linh ơi, anh chị ai chị có thể comment cho Túc là 2021 kèm theo cái màu được không? Em mang cái màu này lên cho chị coi nha. Màu này là màu vàng, mình có thể là đi ngày đi đêm được luôn. Cái viền này nè, đó là viền bằng titan màu vàng nha, rất là đẹp. Messenger hệ thống 459 cái giày 149 và nội. Rồi, bây giờ Túc qua mẫu cho mọi người màu vàng nhé. Ok, Minh Trương Trương luôn nè. Em qua mẫu cho mọi người coi nha. Em sẽ qua mẫu khác cho mọi người coi, cũng đang sale luôn nè. Và cái mẫu này rất là đẹp luôn. Ok, Phan Ngọc Linh. Và Phan Ngọc Linh ơi, comment cho Túc á là 2021 đi, nhớ nha, comment 2021. Nhà Sài Gòn như góc miền Tây hả? Không lệch được. Dạ không có luôn Phạm Minh ơi, nhà em ở trên Sài Gòn hết trơn à, không có ai ở dưới miền Tây hết á. Cảm ơn Thái Salon luôn nha. Rồi, mọi người nhanh nha. Trời đất ơi, sẽ mai sale cái kính 900.000 rồi đó. Rồi, ủa sao vậy? Còn kính cu xì mà cái này đâu? Rồi, mọi người nhìn nha, em lên cho mọi người coi cái cây kính này nè. Cây kính này là kính cu xì ha mọi người ha. Đây, kính cu xì Túc có màu đen như vậy cho mọi người coi nữa nè. Đây, con mắt đúng rồi, con mắt là sai. Ship đi tỉnh là 3 ngày có hàng nha mọi người nha. Được quyền kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền luôn. Rồi, mẫu kính mà Túc đang mang cho mọi người là kính cu xì. Kính cu xì mọi người nha, giá của nó 400k một cây. Hôm nay đang sale 149.000 luôn. Mọi người nhìn nha, có chữ cu xì ở đây cho mọi người. Viền màu đen, trồng cũng màu đen luôn. Mọi người nhìn bên hông nè, nó có chữ cu xì ở đây cho mọi người nha. Đó, kính này chống tiêu UV chuẩn 400 cho mọi người luôn ha, chuẩn 375 luôn nha. Rồi, mã kính này là kính cu xì, có mã là 2025. 2025 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn. 149.000 một cây mọi người nha. Đây, em test tiêu UV cho mọi người coi nha. Có kính màu vàng cho mọi người nữa. Cái mẫu cu xì này nó có tới hai màu lẫn chống tiêu UV chuẩn 400. Hai màu, màu đen với lại màu vàng. Ai lấy màu nào comment cho em màu đó luôn nha. Màu đen này nam mang lên một cái em nói chị gái nó chết hết. Chết lê, chết liệt luôn, chết lết luôn mọi người nha. 149.000 một cây, mã là 2025 kèm theo số điện thoại. Bán nhiều thế hả? Dạ đúng rồi, bán bao nhiêu thế? Dạ kính này là 400 nè, em xem còn 149.000. Hàng có bảo hành cho anh luôn nha. Có hộp, có khăn đầy đủ cho mọi người luôn. Đây nó trong ve như vậy cho nên mọi người có thể là đi đêm được luôn. Màu trên đây là màu đen nha. Ok, 2021 màu tím cho Phạm Ngọc Linh. Còn mẫu này là Cushy 2025 mọi người nha. Chị ơi, để lại hai cái kính nha. Rồi, ơi Messenger đệ thống ơi, là sao chị không hiểu luôn nè. Vậy em có lấy kính đó không? Rồi, Nguyễn Thái Luân cho em xin cái số điện thoại mới chốt được. Chốt cho Phan Ngọc Linh 2021 149k một cây màu tím cho Phan Ngọc Linh luôn nha. Rồi, 2021 kèm theo số điện thoại là mẫu cái nãy. Còn cái này là 2025 mọi người nha. Nguyễn Thái Luân ơi, cho em xin số điện thoại của anh luôn đi để em chốt. Hello, Khang Cai Hình, tôi thấy Khang Cai Hình luôn rồi nè. Chị chào, chị cảm ơn Mơ Ái Hoàng luôn nha. Được tặng gì không sót hả? Mua 4 sản phẩm sẽ được free ship luôn. Mua 3 cây kính được free ship mọi người nha. Thích cặp kính này hơn đó hả? Cặp kính của em là kính chân mày thôi. Chốt cho Nguyễn Thái Luân một cây 2025 cho Nguyễn Thế Lương luôn nha. 149.000 một cây, ship tận nhà cho anh luôn. Mua hàng được quyền coi hàng, thích thì lấy, không thích thì tôi trả hàng lại cho em cũng được luôn. Cho kiểm tra hàng đầy đủ và còn bảo hành cho mọi người 3 tháng nữa. Em chốt cho Trúc My một cây này luôn, 2025 cho Trúc My màu vàng luôn nha. 2025 cho Trúc My màu vàng, cho Vĩnh Thụy màu vàng luôn. Ok nha, Vĩnh Thụy luôn nè. Nhớ comment cho em đầy đủ mã kèm số điện thoại 2025 kèm theo số điện thoại luôn nha. Nhận được kính rồi, của sắp rồi đó hả? Đẹp không, đẹp không? Nguyễn Tiến Đạt một cây 2021. Anh ơi, 2021 là mẫu boss này anh nha, mẫu boss, còn 2025 là kính cu xì nha. 2021 là kính đeo trên tóc chị đúng không? Không em ơi, kính đeo trên tóc của chị là 2025 em nha. Còn cái 2021 là kính này nè, màu tím em chọn là kính này nha. Màu tím em chọn là kính này, 2021 hiệu là boss, còn 2025 hiệu là cu xì luôn nha. Tranh để ý nhiều quá hả? Là sao không hiểu luôn nè. Rồi, em chết cho Nguyễn Tiến Đạt 2021 rồi nha. Còn ai lấy màu đen nhé, ok luôn nha, 2025 màu đen. Rồi, em chốt cho ai nữa đây ạ? Em chốt cho chị Thu Liễu một cây luôn nha. Thu Liễu một cây luôn nè, 2025 màu đen cho Thu Liễu một cây. Màu đen là trên đầu của em nha, dành cho nam mang cũng đẹp. Hai cây free ship à chị, ba cây Kim Thư ơi, ba cây chị free ship nha. Rồi, mọi người comment ơi, em nghe nè Phùng Quốc Việt ơi. Rồi, em sẽ lên mẫu kính khác cho mọi người coi liền luôn nha. Bây giờ lên kính này nè, hôm nay em mới về một cây kính nữa, các anh nam mua kính tặng cho vợ được rồi nha, đẹp lắm luôn. Rồi, mọi người chuẩn bị chưa? Em lên kính cho mọi người coi liền luôn. Cái cây kính dành cho nữ. Hồi nãy giờ mọi người chơi minigame chắc hẳn là mọi người sẽ thích cái kính này lắm luôn đúng không ạ? Mua nhiều, gì vậy cha nội, được lên giường em không? Hả, anh nghĩ sao mua có mấy cái kính mà đòi lên giường vậy cha nội? Rồi, hello,
Thắng Hoàng Si nha, em chắc là Thắng Hoàng Si một cây luôn nè. 2025 màu đen trên Thắng Hoàng Si. Rồi 149k một cây mọi người nha. Anh đổi là 2025, ok Minh Trương Trương. Đổi 2025, ok luôn. Rồi ok Phan Ngọc Linh, ok Trương Trương. Chốt cho Đạt Trinh 2025 màu đen luôn nha. Đạt Trinh luôn nè. Rồi Đạt Trinh em chốt rồi, 149k một cây mọi người nha. Đi biển đeo kính nào thì đi biển đeo kính Trúc đang mang luôn nè. Mắt mèo chán gương đi chị, chị không có mắt mèo. Chị không có mắt mèo chán gương, em ơi, có mắt mèo mà dạng không chán gương thôi. Rồi 2025 cho Minh Hiếu Phạm một cặp hai màu. Ok em Minh Hiếu Phạm luôn, một cặp hai màu cho Minh Hiếu Phạm một cây luôn nha. Rồi một cây vàng, một cây đen 2025 cho Minh Hiếu Phạm. Rồi mọi người ơi, anh màu đen nhé, ok em Trương Trương nha. Mẫu kính này Túc đang mang cho mọi người là một chiếc kính dành cho nữ, các anh nam ơi mua kính tặng vợ nha. Đây em lên một mẫu này cho mọi người coi. Thì cái kính này em đang mang có giá là 400k một cây, hàng là hàng Cuji nha. Ngay không em thấy, không em thấy anh ơi, trồng này là trồng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Chống tiêu UV thì chuẩn 400 khỏi phải bàn, bên hông họa tiết của nó là như vậy, sập 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 khứa khứa. Rồi rất là đẹp luôn. Ở đây nè, nó có khắc, nó có cắt một cái đường cho mọi người nha. Có kính hàng không? Dạ em không có kính hàng anh ạ. Đây, cái mẫu này ngoài có màu tím, em còn có cho mọi người nữa là màu đen. Đây cái mẫu nó như vậy mà màu đen nha, hình chữ nhật dành cho nữ. 400k sale còn 180. Sale còn 180 mọi người nha. Rồi, mẫu kính này là 6863, 6863 180 một cây màu đen này nha. Rồi, 180 một cây, màu này là màu tím, còn một màu nữa là màu vàng. Mọi người comment liền cho em luôn nha, 6863 kèm theo số điện thoại. Màu vàng thì trong nó sẽ rất là tây, màu vàng này mình đi cả ngày lẫn đêm được luôn nha. Đổi sang kính bạn đang đeo nhé. Trần Đăng Thuấn ơi, đổi sang kính nào anh có thể comment lên cho em được cái mã của nó không ạ? À? Mã của em đang mang là 6863 180 một cây dành cho nữ luôn nha. Có kính con trai anh luôn, anh Tân Phạm ơi, em có kính con trai nha. Rồi, mẫu kính này 6863 màu trà kèm số điện thoại cho em 180 một cây. Đây, em test tiêu UV cho mọi người coi nha. Kính này chống tiêu UV là chuẩn 400 không sai một ly cho mọi người luôn. Rồi, ai lấy comment liền cho em ship tận nhà luôn. Bên shop thanh toán trực tiếp hay thế nào? Đúng rồi, thanh toán trực tiếp. Khi là em giao hàng cho chị thì mà khi chị kiểm tra kính rồi, chị coi coi có bị trời, bị xước gì không, có đúng mẫu như em nói trên livestream không. Nếu như mà đúng rồi thì chị mới lấy kính luôn nha. 180 màu tím, ok Phan Ngọc Linh, thấy em không vậy? Không thấy sang ghim luôn, bây giờ chị mới thấy em nè. Thấy anh không? Em thấy anh Cường nha, anh Cường ơi. Rồi bây giờ mới thấy anh Cường nè. Rồi, kính con trai như tiền em? Dạ, kính con trai hồi nãy em sale mới có 149.000 nè anh ơi. Nhưng mà em có hàng cao cấp hơn nữa. Anh muốn lên hàng cao cấp thì em lên nha. Mã đang để trên đầu rồi. Mã này là 6863. Anh Trần Đăng Thuấn comment cho em là 6863 kèm số điện thoại. Hóa đơn mà trên 500k miễn phí ship cho mọi người. Chúc cho Phan Ngọc Linh 6863 luôn ha. Về Ngọc Linh 6863, em chính Phan Ngọc Linh rồi nha. Chúc cho Nguyễn Kim Phượng 6863 màu vàng cho chị Nguyễn Kim Phượng luôn. Rồi mọi người ơi, kính màu vàng mình đi ngày đi đêm được luôn nha. Còn màu tím cũng đi ngày đi đêm được luôn. Kim Phượng em chốt rồi nha. Chồng nào thì hợp với mắt tròn hả? Sắp. Chồng nào thì hợp với mặt tròn, vậy là cái chồng hình chữ nhật em đang mang hoặc là cái chồng hình form mắt mèo nha. Chúc cho Trương Trương 2025 màu đen nhé, ok không? Ok rồi anh nha, ok rồi. Anh Trần Đăng Thuấn lấy cái mã, ba cái mã này em đang mang thì comment cho em là 6863 kèm theo số điện thoại luôn anh nha. Phan Ngọc Linh, túc chốt cho Phan Ngọc Linh rồi nha. Rồi, ai lấy mẫu này tranh thủ comment cho em nha. Lát ra cầu 3 tháng 2 cà phê nhé, anh đi đâu lên đây đó ông nội. Rồi, mọi người ơi, mọi người comment liền cho em nha. 6863 lên hàng cao cấp đi, ok em lên hàng cao cấp liền luôn nha. Chốt cho Trần Đăng Thuấn 6863, ok em Trần Đăng Thuấn luôn nè. 6863, bán bữa không? Không bán bữa luôn nha. Rồi, ok Trần Đăng Thuấn, tôi thấy anh rồi nha, tôi chốt cho anh rồi. Bây giờ em qua mẫu khác cho mọi người liền luôn. Chốt cho chị Bích Thu một cây luôn nha. Chốt cho chị Bích Thu một cây này luôn. 6863 cho Bích Thu màu tím luôn nè. Em chốt cho chị Như Nguyễn một cây 6863 luôn. Minh Hiếu Phạm cho em xin số điện thoại cho anh ơi. 6863 cho chị rồi nha. Rồi, Nguyễn Phương 6863 màu đen 180. Ok Nguyễn Phương luôn nha. Màu đen rất là ngầu luôn đó, đi biển cực kỳ đẹp. Nguyễn Phương chốt rồi nha. Có kính nào hợp với mặt dài vậy chị? Hợp với mặt dài thì em mang cái dòng chị đang mang là hình chữ nhật như vậy nha. Hình chữ nhật như vậy sẽ hợp với mặt dài, hoặc là nếu em mặt dài em mang hình tròn lên cũng được nha. Lấy cái cây ở giữa nhé. Dạ, cái cây ở giữa là màu tím. Anh ơi, anh Trần Đăng Thuấn comment cho em là màu tím luôn đi nha. Hồi nãy anh comment 6863 rồi đúng không? Màu tím cho em nha. Anh ngồi chờ em nè, ok anh Cường luôn nha. Bán bữa đi em ơi, không có bán bữa cho nội. Ok, màu tím em chốt cho Đăng Thuấn. Mọi người nhìn nè, cái càng kính của nó rất là sang luôn. Rồi Vũ nhớ cho em xin số điện thoại. Mọi người nhớ là comment cho em đầy đủ số điện thoại thì em mới chốt hàng được, còn không có số điện thoại là không chốt hàng được đâu nha. 2025 màu đen có đi đêm được không? Dạ, màu đen không đi đêm được. Màu cái mẫu nè, từ để em coi 2025 nha. Màu đen đi đêm được không? Cái này nó cũng sáng, mình đi đêm được anh nha, sáng chân à. Mình đi đêm cũng được luôn, nhưng mà có điều kiện là đường có đèn anh nha. Rồi, không có bán bữa cho nội. Minh Hiếu Phạm chung với cặp kính anh mới đặt. Ok anh Minh Hiếu Phạm thì tốt chốt cho anh luôn nha. Tốt chốt cho anh cái cây nào đây? Hồi nãy anh comment cây gì em quên rồi. Minh Hiếu Phạm ơi, hồi nãy anh lấy cây gì ạ? À? Minh Hiếu Phạm 6863.
6863 anh comment lộn 6862 rồi. Minh Hiếu Phạm comment lại cho em là 6863 luôn anh ơi. 180 một cây mọi người nha. Rồi Nguyễn Phương chị túc chốt cho em rồi nha. Vũ nhớ cho em xin số điện thoại đi anh ơi. Rồi em chốt cho ai nữa đây ạ? À? Em có mụn ruồi ở tay hả? Dạ, ở đâu ạ? Ở đây em có một mụn ruồi ở tay. Không biết sao hôm nay mấy ngày nay nè em bị mọc mụn ruồi son nhiều lắm luôn á mọi người, chẳng biết bị cái gì nữa. Chốt cho Vũ nhớ một cây luôn nha. Tự nhiên mụn ruồi son ở đâu nó nhảy lên tùm lum trên tay với lại trên cái cổ em nè, không biết là bị gì nữa. Anh Trần Đăng Thắng ok anh ạ. Đeo thử màu vàng cho chị. Ừ, để chị đeo thử màu vàng cho em coi nha. Đây để chị thử đeo màu vàng cho em coi. Sau mẫu này chúc lên kính cao cấp cho mọi người coi. Kính cao cấp thì Boxer dòng của Nam nha, Nam cao cấp. Mẫu này chúc đang mang màu vàng nè, rất là đẹp luôn. Vũ Seven shop đúng 24 giờ hàng đã đến Mỹ Tho. siêu chưa, rất là nhanh luôn đúng không, vận chuyển bằng đường máy bay đó. Dạ ok Minh Hiếu Phạm tôi thấy rồi, ok Tân Phạm. Ủa Tân Phạm nãy giờ có mua kính của em không ạ? Mua kính của em mã nào em quên rồi. Rồi em chốt cho Tùng con bố Tấn thắng 6863. Ok anh nha, cho em xin là màu luôn đi anh ơi. 6863 cho Tùng con bố Tấn luôn nha. Kính Nam em ơi, ok lên kính Nam liền luôn. Ồ chuẩn bị lấy chồng rồi đây mà. Ủa là sao kỳ vậy? Mọi người tự nhiên á, em thức một đêm nha. Lộn, em ngủ một đêm em dậy em thấy gì nè? Cổ nè, ở đây nè có một vùi tùm lum á, nó nổi lên một vùi son trên cái tay hả? Phải chừng có cỡ 10 cái một vùi luôn á mọi người. À một vùi son không à, em không hiểu bị cái gì nữa. Rồi, màu vàng nha, ai lấy thì comment cho tốt luôn, rất là Tây Ninh luôn ha. Lộn, rất là Tây luôn đó nha. 149.000 đêm, ok Tân Phạm ạ. Rồi, em qua mẫu liền cho mọi người một cái mẫu nam, một cái mẫu nam nha. Đau hỏng quá. Nó nghe nè, em còn có một cái mẫu nữ này nó rất là ngầu luôn nè. Mà để xíu em lên nha. Anh mua một cái rồi. Anh Thanh Duy ơi, anh mua một cái thì anh comment cho Túc là 6863 là cái nãy giờ Túc đã lên nè. 6863 kèm số điện thoại cho em nha. Còn cái mẫu này một xíu thì em sẽ lên em share cho mọi người coi. Rất là ngầu luôn dành cho nữ nha. Chồng của nó không quá là to, chồng của nó là chồng nhỏ. Ôi con ruồi hả? Cha nội này ngắm hoa lệ rơi này thấy ghê quá à. Rồi, 2025 màu gì đi đem được em? Dạ màu vàng anh đi đem được, anh chọn màu vàng đi cho nó dễ. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người một dòng kính cao cấp bên em luôn. Đây, một dòng kính này để em lên cái nào mà nam với nữ đều mang được luôn mọi người ha. Để cho các chị nữ mình cũng bon chen glam kem chuối ở đây luôn nha. Nam nữ đều mang được hết trơn á. Rồi, để em lên cho mọi người coi. Thì cái mã kính này nè. Ừ, sắp lấy chồng thật à? Ô, em không biết luôn á, em không biết là có một người son là sắp lấy chồng luôn, khoảng bao lâu em tới em? Dạ Thanh Duy ơi, khoảng 3 ngày là sẽ tới hàng, nếu như anh ở ngoại thành nha, còn anh ở trong thành phố thì sẽ là có tầm có 1-2 ngày là tới hàng rồi. Đây, mọi người nhìn nha, mẫu kính này anh ở Trà Vinh 3 ngày có hàng anh ơi. Mẫu kính này em đang lên cho mọi người, mã của nó là 6129 mọi người nha. 6129 kính này có thương hiệu là Boxer. Cái chữ Boxer ở đây cho mọi người, hello anh Hùng Quang ạ. Cái chữ Boxer khắc tia laser ở đây cho mọi người luôn. Rồi, trong này là trồng Boleroi. Chống trời, chống bể, chống rơi vỡ cho mọi người luôn. Vô tình mình mang mình làm rớt xuống đất, nó cũng không vỡ, không bể luôn mọi người nha. Đây, còn cái gọng của nó nè, có màu vàng ở đây. Màu vàng trên đây nữa, đều được làm bằng titan. Không bong, không tróc, không xét và không gỉ. Em mang lên cho mọi người coi. Nữ mang kính này cũng rất là ngầu, rất là sang luôn mọi người nha. Rồi, mã kính này, mọi người comment liền cho em đi. 6129 700k một cây. Ngày hôm nay em share cho mọi người chỉ còn đúng có 350 thôi. 350 một cây mọi người nha. 350 một cây mọi người lấy, mọi người comment liền cho em luôn nha. 6129 kèm theo cái số điện thoại liền cho em mọi người nhìn nè. Chống tiêu UV chuẩn 400. Cái này mình còn chống tia phân cực được nữa nha. Chống tia phân cực, chống tiêu UV, chống ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi, laptop. Đặc biệt cái chồng này nó rất là trong cho nên các anh chị có thể là đi đêm được luôn. Đi đêm tầm được 11, 12 giờ đêm luôn nha. Ở ngực đẹp luôn đó hả? Cảm ơn anh ạ. Mình rất ưng hàng của shop hả? Cảm ơn Nguyễn Đông. Ship qua Nhật Bản được không ạ? Giang Vin ơi, chị không có ship qua Nhật Bản được ạ. Rồi, em đeo kính nào cũng đẹp nhỉ? Anh Trần Đăng Thuận lấy kính này không? Để bán cho anh kính này 6129, ai lấy comment liền cho em luôn nha. Chốt cho Đặng Ngọc Vũ một cây này luôn. Ok Vũ nha. Rồi, Vũ 6129 350 một cây, ship hàng tận nhà cho anh kiểm tra hàng luôn. Ok Vũ luôn nha. Rồi, Nguyễn Kim Phương 6863 chấm tiêu V không chị? Có chấm tiêu V luôn. Để chị lấy ra chị test cho em yên tâm nha. Kính bên chị hả? Cái nào cũng chấm tiêu V hết cho nên bé yên tâm nha bé yêu nha. Đó, chấm tiêu UV chuẩn 400, cái nào cũng chống hết. Nếu như mà em kiểm tra cái nào mà không chấm tiêu UV chị đền cho em 300% luôn nha. Rồi, Vũ ơi em chắc chắn cái này rồi nha. Bây giờ em sẽ qua mẫu liền cho mọi người coi luôn. Mọi người thích kính giá tầm trung hay là kính hàng cao cấp nè. Để em lên cho mọi người coi một cây nha. Đó là cây kính này đây. Từ từ nha. Để coi mọi người coi cái kính nào đây. Đây, lên cho mọi người coi cái kính đó là chồng. Còn kiểu nào của nam không em còn nhiều lắm. Bên em chuyên hàng của nam anh nha, nữ thì ít chứ còn nam thì bao la.
Anh có rồi, chỉ mua tặng vợ thôi. Dạ ok Thấm nghe, vậy để em lên kính nữ rồi cho anh lên tặng vợ nha. Đây, mẫu kính này mọi người nhìn nha, Boxer luôn, Boxer form hình chu vuông như vậy nha. Em nghe nè Tùng Nguyễn ơi, form hình vuông như vậy nha, bên trong là nó màu xanh, nó có chán một lớp phản quang màu xanh cho mọi người. Thì anh cần coi mẫu nam. Dạ Thanh Duy ơi, em lên mẫu nam cho anh coi nè. Thì bên trong cái kính này nó có chán cho mọi người một cái lớp phản quang rất là đẹp luôn. Thì lớp phản quang này sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop cho mọi người. Cái chồng này á, nếu như mọi người đi xa, đi ra ngoài đường lâu thì mọi người sẽ không bị mỏi mắt, rất là mát mắt cực kỳ. Rồi, cái kính này nó còn phối gỗ trong đây cho mọi người nữa, cái khúc này nè, nó sẽ có gỗ nha. Rồi, không có thể bảo hành với anh. Dạ anh Nguyễn Thanh Long ơi, khi mà anh mua hàng bên em đã lưu giữ đơn của anh lại rồi. Là khi mà anh có nhiều cái việc gì đó, anh có cái gì mà tư vấn hay thắc mắc, anh cứ inbox cho fanpage. Hay là kính có lỗi gì, anh cứ inbox cho fanpage, các bé nhân viên sẽ kiểm tra lại cái sơ đơn của anh. Cái số điện thoại của anh là ra liền luôn, sẽ có bảo hành đầy đủ cho anh nha. Yên tâm nha. Rồi, móc lấy kính chống lé về bán luôn nha em, chứ anh thấy nhiều. Anh xem kính thì ít, mà xem cái khác thì nhiều đó. Mua chống lé liền luôn đúng không? Hân Hình ơi, mua 3 sản phẩm được free ship luôn ạ. Khuôn mặt này anh gặp ở ngoài chắc anh ôm không đã luôn đó hả? Cái gì vậy cha nội, chưa giờ hết mà đòi hít chăm tôi rồi ông nội. Rồi mọi người ơi, gọi tên anh một phát hả? Hello anh Tùng Nguyễn nha. Còn cái mẫu kính này mọi người ơi, ở trên đây nó làm bằng gỗ nha, có chữ Boxer được khắc tia laser trên đây cho mọi người. Màu vàng này và màu vàng này nó sẽ được làm bằng titan, không bong, không tróc, không xét và không gãy luôn nha. Đơn giản không em? Dạ có, kính đơn giản luôn anh ơi. Rồi mẫu kính này 8819, giá của nó là 350 một cây. Anh nào lấy anh đó comment liền cho em nha. 8819 kèm theo số điện thoại, 350 một cây luôn nha. Em chốt hàng nha mọi người nha. Ok, em chốt cho Sơn Nguyễn một cây này luôn, 8819 cho Sơn Nguyễn luôn, 350 một cây luôn ạ. Em 20 mấy tuổi rồi, chốt cho Sơn Nguyễn một cây luôn nha. Em chốt cho anh Trần Duy một cây này luôn. Ok Trần Duy luôn nha. Trần Duy một cây hữu phước ok nè. Trần Duy một cây nè, 350 một cây hữu phước một cây luôn nha. Mọi người comment đầy đủ là 8819 kèm theo số điện thoại. Ok hữu phước, ok hoàng phúc một cây luôn ạ. Rồi gọi anh coi, gọi anh cái gì đó. Hello anh Cường Bể luôn nha. Rồi em chốt cho Phúc một cây luôn rồi nè. Rồi ai lấy cây này nữa mọi người tranh thủ comment liền cho em là 8819 kèm theo số điện thoại nha. Hello anh Cường Bể nha. Rồi em lên một cái cây đơn giản cho mọi người coi. Cái cây này thì nó đơn giản lắm luôn, mà còn ngầu nữa nha. Để em lựa cái cây này mà nó ngầu ngầu cho mọi người coi. Giá cao cấp đúng không? Ủa cái 8722 đâu rồi ta? Để xíu nha, để em coi coi. Boxer này. À, có cái boxer này nè mọi người ơi. Đây, 8722 đây rồi. Đây em lên cho mọi người. Dạ, để em uống nước nha. Anh không nhắc là em quên luôn á. Miền Bắc có ship tận nơi không em? Dạ có ship tận nơi luôn. Anh ở đâu cũng ship hết trơn á. Còn em nha, còn Lerin nha. Hình như em có duyên bán cho kính nam sao mọi người, trong đây nam không luôn á. Nghe gọi mà đảo hả? Đã có tê người không? Có run người không? Mẫu kính này nè, mình mở ra mở vô như vậy cũng được luôn. Mọi người nhìn nha, cái càng kính của nó ở đây có màu bạc, trên đây nó sẽ có chữ Watcher cho mọi người. Đằng trước nè, sao comment của anh toàn bị ẩn không vậy trời? Anh có thấy nó ẩn không? Hay là anh thấy em không đọc lên? Nhưng mà em đâu thấy comment của anh đâu. Trong màu đen, viền màu đen luôn mọi người nha. Trong màu đen, cái viền nó không phải màu đen đâu, cái viền nó màu bạc bạc như vậy. Chứ chữ Boxer được khắc tia laser màu vàng trên đây cho mọi người. Trên đây gọng màu bạc. Thì kính này dành cho những anh nam nào không thích quá nổi trội, không thích nổi bật, thích đầm tính một xíu, thích ngầu một xíu, manly, thì mọi người chọn kính này cho em. 8722 đây, em mang cho mọi người coi. Cây 8722 này nha, đi cua gái là hết sải con bà bảy luôn. Em nói thiệt, cua nhỏ nào dính nhỏ đó. Gái nhìn một cái gái muốn có bầu luôn đó mọi người nha. Mẫu kính này 8722, 700k sale còn 350, rất là ngầu luôn nha cho các anh nam nè. Rồi, ở Nam Định em ơi, dạ Duy Lợi ơi, ở Nam Định là 3 ngày có hàng, phí ship là 30k nha, 3 ngày sau anh sẽ nhận được hàng ạ. Khoái quá hả? Kính nam không viền không em? Dạ không có kính nam không viền, em chỉ có kính nam mà có viền thôi nè. Nếu mà kính nam không viền mang lên nhìn giống VD đó. Em cảm ơn Nguyên Lê ạ. Rồi, mọi người ơi, y chua đâu là sao không hiểu luôn nè. Giang Vinh ơi, Nhật Bản không có ship luôn nè. Kính vuông nam là đẹp không em? Dạ có Duy Hải ơi, kính nam vuông hồi nãy em mới lên cho anh coi đó, là kính này nè, kính vuông này nha. Kính vuông này là 8819 nè, em để trên đầu em cho anh coi nha. 8819 350, 8722 350 một cây. Nói chuyện dễ thương hả? Vậy thì anh Thanh Long mua kính ủng hộ tốt tốt với anh ơi. Rồi, mẫu kính túp đen mang nha, 8722 kèm theo số điện thoại. Đó, có bầu với em nhé. Thôi, em nhìn kính này quen rồi cho nên em sẽ không bị hấp dẫn bởi cái kính này đâu. Rồi, quỷ nó xứ hà, hà chính này chứ anh nhìn gì vậy? Rồi đè vẽ kính em ơi hả? Cha nội bằng da bằng thịt chứ có phải là bằng inox hay là bằng sắt
bằng cây bằng đá đâu mà bể kính anh. Rồi, em cảm ơn anh Việt sang bóp luôn nha. Em chốt lộn, em lên cho Trịnh Hiền coi Ray-Ban. Ok, lên cho Trịnh Hiền coi Ray-Ban luôn. 8722 này không chịu đâu, ship đi. Nhìn kính đẹp quá mà không ship được, tiếc quá ha Giang Vinh nha. Nhưng mà Giang Vinh ơi, Giang Vinh có ai ở Sài Gòn không? Hay là ai ở trong Việt Nam không? Để tôi tốt chốt, để tôi tốt cho ship cho người nhà của Giang nè. Sau đó thì gửi qua Nhật cho Giang, chứ bên chú không có gửi qua Nhật được. Rồi, mọi người nhìn nha, cái kính này em đang mang đó là hàng Ray-Ban luôn nha. Đeo kính của em mà anh sợ phải lòng em thì khổ, em đẹp quá. Quỷ sứ hà, cái miệng gì mà dễ quá vậy, anh còn dễ hơn em nữa rồi đó. Đi ban đêm mà không bị chói mắt không? Có luôn. Đi, em có cái mẫu kính mà đi cả ngày cả đêm, nếu như mà đi ban ngày đổi màu đen, đi ban đêm đổi màu trắng luôn đó, để em lên tranh coi. Con kính này em đang lên cho mọi người, có chữ Ray-Ban ở đây, được khắc tia laser. Rồi, em mua một cái, em mua cái gì đó? Nhóc Nguyễn Minh ơi, em thích cái kính mà chị vừa lên cho em coi không? 8722, bên trong cháy phản quang cho mọi người. Lớp phản quang này sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, TV và laptop nha. 8722 kèm theo số điện thoại. Rồi, trời đất ơi, 2000 đô của anh lớn như cái bình bông vậy đó. Anh nghĩ sao vậy? Em cảm ơn anh Hồng Quang nha. Rồi mọi người nhìn nè, cái mẫu kính này thì cái viền của nó rất là mỏng luôn ha. Rồi mọi người nhìn nha, tròng của nó được làm bằng tròng thủy tinh nha mọi người nha. Tròng thủy tinh màu xanh như vậy, rất là sáng luôn. Bên đây có khắc chữ AB cho mọi người nha, là Ray-Ban mà viết tắt đó. Thì mẫu kính này viền màu vàng tròng màu xanh 350 một cây luôn ạ. Cảm ơn anh Vũ Ngô nhiều nghe. Anh Vũ Ngô ơi, em dễ thương, em giới thiệu hay quá mà sao anh không mua kính cho em gì hết trơn vậy? Anh ngồi anh núp lùm nãy giờ vậy, anh bỏ tốt cô đơn một mình, tốt nói chuyện như bà khùng vậy nè. Rồi mọi người ơi, mọi người ơi, kính này 3026, giá là 350 một cây. Khi mọi người mua hàng á, mọi người sẽ được tặng kèm hộp đầy đủ luôn. Hộp là hộp chính hãng luôn nha, hộp Ray-Ban nè. Wow, có cái hộp trong đây và có khăn trong đây nữa cho mọi người. Trên khăn có logo của Ray-Ban cho mọi người luôn. Mã kính là 3026, hàng Ray-Ban nha. Ở đây có ai thích kính gấp Ray-Ban không, để em lên cho mọi người coi luôn. Gọng dẻo không em? Dạ hết rồi Trịnh Thiền ơi, Ray-Ban gọng dẻo em hết rồi nha. Mẫu kính này em đang lên cho mọi người là 3026 Ray-Ban mọi người nha. Không, nè bà dẻo đâu, bẻ cây gãy luôn á. Rồi, kính này ai lấy comment liền cho em 3026 full box đầy đủ cho mọi người, 350 một cây. Rồi, em lên cho mọi người coi một cái kính mà mình dành cho cả đi ngày đi đêm được luôn. Đi ngày đi đêm cũng được luôn nha. Ủa, cái kính 2102 đâu ta? Quanh ơi! Quanh đâu anh? Quanh đâu anh? Khổ ghê. Anh ơi, Cương lên đây cho chị Túc đi, Cương lên đây, Cương lấy giùm chị Túc kính đi anh ơi. Hello anh Cường. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính này Túc đang lên cho mọi người để Túc lau kính cho nó sáng ra nha. Thì mẫu kính này là kính viết bên Túc là kính đổi màu. Nó có thể là đi ban ngày đổi màu đen, còn đi ban đêm là đổi màu trắng mọi người nha. Kính này có chống xước không em? Dạ Mạnh Dũng ơi, có. Đừng bỏ chị nữa, chị cần tùm lum không ai trái nha. Lấy cho chị là 202102 đi. Hết rồi, mới để ngoài em á. Không có hả? Ok. Lấy cho chị 8722 màu đen luôn. Rồi, mở ra mở vô được luôn mọi người nha. Đây. Sao? Có màu vàng rồi. Ờ vậy thôi, chị có màu vàng rồi. Ở đây có chữ bắt chơi cho mọi người luôn nha. Ở đây nè mọi người nhìn nha, được làm bằng titan. Ở đây cuối cái đuôi kính cũng có bọc một lớp kim loại cho mọi người coi. Trời đất ơi, mật chính tay em tùm lum. Mở ra mở vô được luôn. Trong này là chống trời, chống xước, chống bể cho mọi người luôn, là cái trong này nha. Hello anh Trọng Dây, tôi thích chờ anh Trọng Dây luôn nha. Ôi trời ơi, thích quá hả Thái Nguyễn ơi. Kính này có chống xước luôn Mạnh Dũng ơi. Chống tiêu vê chuẩn 400, 900k một cây mọi người nha. Bán bữa nhiều không em hả? Anh Nam Lê ơi, bán hay không bán bữa nhiều đâu. Rồi, kính này em mang cho mọi người coi nha. Chống tiêu vê chuẩn 400 nè. Nếu như mọi người dùng kính này mà đi ban ngày sẽ chống chiếu, chống chói, chống lánh nắng mặt trời, nó hiện lại màu đen, nó sẽ đổi màu đen cho mọi người. Còn nếu như mình dùng đi ban đêm thì nó sẽ chuyển thành màu trắng như vậy, như lúc em đang mang. Thì mọi người đi là sẽ không bị chiếu đèn pha ô tô nha. Chống chiếu, chống chói, chống lé đèn xe cho mọi người cực kỳ hiệu quả luôn. Đặc biệt nếu như mà các anh nam của em có mang khẩu trang mà khi mà anh nam thở lên á thì hơi của nó cũng không bám lên đây đâu, bám trong vòng từ 1 tới 3 giây nó sẽ tan liền lập tức luôn. Đặc biệt mẫu kính này mình có thể là dùng cho các chị nữ được luôn mọi người nha. 3026 chống tiêu vê không em? Dạ có chống tiêu vê luôn. Để em test tiêu vê cho anh coi nha Trịnh Hiền nha. Chống tiêu vê chuẩn 400 anh ạ. Đó, kính bên em kính nào cũng chống tiêu vê hết trơn, vì nhiều khi em quên test thôi chứ kính nào cũng chống hết trơn nha. Trịnh Hiền có lấy thì cho em xin số điện thoại luôn, kèm theo mã là 3026 anh nha. Còn mẫu kính này mã của nó là 8503, viết 450 một cây, hàng cao cấp bên em, được tặng hộp đầy đủ cho mọi người. Đây, khi mọi người mua cái kính bắp chơi nãy giờ á, những nồng nào mà bắp chơi lấy anh cái đó em. Ok Thiên Lê ơi, vậy anh comment cho Túc là 8503, viết kèm theo số điện thoại nha.
Đây, khi mọi người mua hàng, mọi người sẽ được tặng kèm hộp đầy đủ luôn, 450 một cây là dòng VIP nha. Thì trong đây sẽ có nem kẹt đầy đủ cho mọi người luôn, có nem kẹt đầy đủ của Butcher. Trên cái khăn của Butcher của nó cũng có khắc cái logo của Butcher B8000 cho mọi người luôn. Đây, rất là cao cấp luôn nha. Thì ai lấy mã này mọi người nhanh tay comment liền cho em luôn là 8503 VIP kèm theo số điện thoại. Dạ, em sẽ cho Trịnh Hiền một cây 3026 cho Trịnh Hiền một cây luôn nha. Còn ai lấy nữa thì mọi người tranh thủ comment cho em luôn. Đây, 3026 cho anh Trịnh Hiền một cây. Hello anh Trường Lê, em chào anh luôn ạ. Cho em kính anh đeo nha, ok Giang. Nhưng mà cưng ở đâu, cưng ở mình Nhật Bản làm sao mà thì sao giao cho em được. Em cho chị số điện thoại và địa chỉ của người ở Việt Nam nha. Trịnh Hiền một cây luôn nè. Đó, 350 một cây cho Trịnh Hiền. Phí ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k mọi người nha. Rồi, anh Thiên Lê ơi, anh comment cho top đi 8503 màu VIP nha. Cái mẫu này là mẫu VIP. Cái mẫu này em còn có cho mọi người là màu đen nữa, chống chiếu chống chói, có chống ế với chống trộm không em? Cái này đó hả? Kính bên em bán là có chống ế luôn mọi người nha, bảo đảm luôn, nam nữ gì mang vô cũng chống ế hết trơn. Biết sao không, đẹp trai quá mà, ai mà chịu cho nổi đúng không? Nữ không mang vô là còn hấp dẫn nữa chị Nam. Anh Duy Lợi ơi, anh lấy cái này anh comment cho em là 8503 VIP nha. Vì em còn một cái 8503 màu đen như vậy, nó không có VIP. Cái này nó không đổi màu được cho nên nó là 350 thôi. Còn nếu như muốn đổi màu, màu ban ngày màu đen, ban đêm màu trắng, thì chọn cái này dòng VIP thêm 100.000 cho em. Còn mẫu kính này là màu đen như vậy thôi. Thì mẫu kính này mình không có đi đêm được nha. 350 một cây, 8503 350, 8503 VIP 450 một cây. Rồi, chốt cho Thiên Lê một cây. Ok anh Thiên Lê luôn, 8503 03 mà ổng comment 02, nhân viên nó kiếm chắc lòi con mắt luôn. Chốt cho Thiên Lê một cây 8503 VIP luôn anh luôn nha, 450 một cây. Hóa đơn mà trên 500.000 em không có tính tiền ship của mọi người luôn, hoặc là mua 3 cây kính em miễn phí ship nha. Anh Duy Lợi ơi, em lấy cho anh cái VIP hay là lấy cái thường? Anh Duy Lợi ơi, comment cho em thêm chữ VIP đi anh ơi. Rồi, Duy Lợi một cây luôn, 8503 nha. Rồi, Duy Lợi lấy cái VIP hay là lấy cái thường anh ơi? Dạ, em kính em ban đêm về đeo được không? Dạ Tuấn Phạm ơi, cái kính màu đen này nè, đêm là không đeo được, còn cái mặt kính trên đây á là đêm đeo được anh nha. Đây, cái kính này 8503 VIP nè. Rồi, em xem qua một cái cho mẫu nữ nha. Các bạn nữ không biết còn trong livestream của em không nữa, hay là các anh nam mình mua kính nữ về tặng vợ đi, cái này mình có thể là mang nữ được nha. Rồi, em lên một cái kính nữ cho mọi người coi. Kính này là hình vuông, hiệu Genter Monter, mã của nó là 2017, ok anh Duy Lợi VIP nha. Rồi, mã của nó là 2017, đây là dòng kính chữ V hiệu Genter Monter. Kính này trồng hình vuông, rất là thời trang luôn, và nhìn rất là sang chảnh mọi người nha. Form này nó tựa như là form mắt mèo, phải đúng hàng em. Dạ ok, anh được quyền kiểm tra hàng, ưng ý thì anh lấy, không ưng ý thì anh trả lại cho em nha. Hôm nay sao cứ gãi ngứa lung tung xòe hả? Lung tung xòe vậy em hả? Gãi ngứa em có ngứa đâu gãi. Rồi, cho Thanh Sơn hình một cây 8503 VIP cho anh luôn. Hello anh Kisu. À, đi ăn cơm chưa đi? Lo là giàu không à? Lo làm giàu không à? Chết cho anh Thanh Sơn Huỳnh một cây luôn nha. Cảm ơn anh Thanh Sơn Huỳnh nhiều ạ. 450 một cây cho anh luôn nè. Rồi, 8503 VIP giá bao nhiêu? Thắng Si Hoàng, Thắng Hoàng Si ơi. Dạ, 8503 VIP một cây á là 450 anh ạ. Còn cái 2017 này dành cho nữ mọi người nha. Giá của nó là 400k sale còn 180, có chữ V bên hông cái viền cho mọi người luôn. 180 một cây dành cho nữ trồng đen viền vàng đi đêm được luôn. Còn mẫu kính này dòng VIP nè anh ơi. Anh răng em đẹp rứa hả? Quỷ sứ hà, anh nói móc em chứ gì? Trên mặt em răng em là xấu nhất luôn mà anh còn nói như vậy nữa, em mắc cỡ lắm luôn. Em bị quê đó. Rồi, anh Thắng Hoàng Si ơi, anh ơi, anh lấy kính này kính VIP thì anh comment cho top là 8503 VIP kèm theo số điện thoại nha. 450 một cây anh ạ. À, giá gốc trên shop em tới 900k một cây lần đó, nhưng mà trên livestream em xem chỉ còn có 450 thôi. Anh lấy anh comment liền nha. Còn cái mẫu kính trên đầu của top là 2017 dành cho nữ. Kính của em to đó hả? Cảm ơn Tân Phạm nhiều nha. Nhưng mà đeo vô là ngợp thở đó. Rồi, mẫu kính này mọi người nhìn nha, sang chảnh cực kỳ luôn, dành cho nữ ha. Mẫu kính này là 2017, giá của nó là 180, em đang sale đó. Ai lấy thì comment liền cho em, mẫu kính này sẽ là mẫu kính cuối cùng mà em livestream cho mọi người coi rồi đó nha. Đây, 2017 siêu sang chảnh luôn ạ. Đẹp lắm luôn. Rồi, anh Si ơi, Thắng Hoàng Si ơi, anh có lấy thì anh comment cho Túc, vì bây giờ Túc chuẩn bị kết thúc livestream rồi đó, chứ không sale kính nữa nha. Bây giờ Túc sẽ giải quyết video mini game cho mọi người coi nha. Nói chuyện cũng duyên nữa hả? Vậy mà còn chọc quê em nữa là sao vậy ông nội Trương Trương này? Nghĩ sao vậy? Chọc quê rồi nỗi đau của người ta không à? Tối qua để lọ thuốc ghẻ đổ ra hết nền nhà rồi này, làm sao anh Cường anh Đường bị đổ hả? Rồi, bây giờ em sẽ giải quyết câu đố cho mọi người nha. Thì nãy giờ, những ai có comment trùng với đáp án của em, mọi người cho em xin lại một lần nữa cái comment được không ạ? Để em tặng kính cho mọi người nha. Hồi nãy em tặng kính này cho mọi người, em quên hết trơn rồi. Đây, à, hồi nãy tặng cho mọi người cái kính là cái kính Lacoste. Cái kính Lacoste và cái kính nữ. Đây,
Kính này là có mọi người nha. À, nếu như những ai đã mua một cái kính 450 rồi thì mình có thể là mua cái kính thêm một cái kính này đi để được free ship mọi người nha, không có tốn tiền ship. Thì mã kính anh đang mang là L35. Kính này có con cá sấu la cốt trên đây, có chữ la cốt ở đây khắc tilaje cho mọi người luôn. Trong thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Trong này màu khói viền màu đen rất là đẹp, bên hông có chữ la cốt cho mọi người nè. Ngay chỗ này nè, nó có chữ la cốt cho mọi người luôn. Chống tiêu UV là chuẩn 400, mẫu kính này dành cho nam nha. Rồi, mẫu kính này L35 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn, sale cây cuối cùng 149.000 một cây thôi. 149.000 một cây nha tình yêu của em ơi. Ai lấy thì mọi người comment liền cho em nha. 149.000 một cây. Đó, kính la cốt có hộp có khăn đầy đủ cho mọi người. Được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền luôn. Mẫu kính này dành tặng cho mini game. Còn mẫu kính này dành tặng cho nữ mini game nè. Nếu như nữ nào mà trúng mini game thì nhận kính này nha. Còn nam nhận kính này ok chưa ạ? Rồi, bây giờ cùng nhau comment cho em đáp án luôn nha. Những ai có đáp án trùng với comment của em nãy giờ thì mọi người hãy comment lại cho em một lần nữa được không ạ? Con gì không có chân mọi người nha, comment lại một lần nữa luôn câu đố của em để em lướt comment chọn ngay ra người may mắn liền luôn nha. Không cần là người comment đầu tiên cũng không cần là người comment cuối cùng đâu. Rồi, mọi người comment cho em đi chữ con đò được không ạ? Nãy giờ con tàu con thuyền nhiều lắm luôn. Con đò thì tầm cỡ 20 mấy người comment chữ con đò thôi, chưa có nhiều. Rồi, mọi người comment cho em nha, những ai nãy giờ có comment đáp án của em là con đò thì mọi người comment lại cho em một lần nữa chữ con đò để em lướt comment mà chọn ngay ra người may mắn luôn được không ạ? Nữ nhận kính nam được không Tú ơi? Dạ được luôn chị Hương Ngọc Lan nha. Nữ nhận kính nam cũng được luôn. Rồi, thằng nào vào đây mà mua kính là nha ta? Gì vậy ông Tấn ơi, nghĩ sao vậy? Kính đẹp mới mua chứ, mua kính ủng hộ em chứ. Rồi, mọi người ơi, mọi người comment nha. Con đò là đáp án đúng, để em coi coi. Comment hiện lên càng nhiều thì em sẽ lướt comment nha. Nhưng mà nhớ nha, em chỉ tặng kính cho những ai có chia sẻ livestream thôi. Những ai không chia sẻ livestream hoặc là đợi trúng rồi mới chia sẻ livestream là không hợp lệ đâu nha. Dạ, em tặng quà liền nè Kensu ơi. Anh Quang Phúc ơi, anh chỉ cần comment cho em hợp lệ một chữ duy nhất là con đò trên một dòng thôi nha. Mọi người đừng comment nhiều dòng nè. Anh xin lỗi Ngọc Lan nhé. Sao vậy? Sao xin lỗi vậy ông nội? Rồi, mọi người comment cho em liền luôn được không ạ? Đó là con đò nghe. Rồi, trời đất ơi, có một mình mà mình Ngọc Lan chơi mini game hay sao vậy? Các anh đang của em ơi, mình muốn nhận được kính anh đang mang thì mình comment cho em chữ con đò để em tặng kính cho mọi người luôn nha. Có kính đen gọng to không em? Dạ Mạnh Dũng ơi, có kính đen gọng to luôn anh ạ. Cái kính đen gọng to anh đang mang trên đây nè, đó cái gọng của nó là gọng to như vậy nha. Thì giá của nó hiện đang có giá là 149.000, mã của nó là L35. Anh lấy thì anh comment cho Túc đi. L35 kèm theo số điện thoại, dòng la cốt, form giọt nước rất dễ mang luôn nha. Kính này nè, trồng là trồng thủy tinh hữu cơ, nam mang lên rất là ngầu luôn. Mã là L35 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn nha. L35. Rồi, con đò nha, trời đất ơi, có ông Cường với bà Lan chơi thôi đó hả ta? Các tình yêu của em ơi, mọi người comment chữ con đò để nhận được kính luôn nha. Sau khi comment tăng lên nhiều nhiều, em sẽ lướt comment để chọn ngay ra người may mắn liền luôn được không ạ? Comment cho em là con đò mọi người nha. Minh Trương ơi, đúng rồi, anh comment con đò cho em đi. Mọi người comment con đò đi, vì biết đâu mọi người sẽ được bóc trúng thì sao, đúng không ạ? Rồi, mọi người comment lẹ lên cho em nha. Con đò nè. Rồi, bây giờ gọng đen to hơn em ơi. Dạ Mạnh Dũng ơi, vậy thì 2:30 anh lên live stream nha. 2:30 em sẽ tiếp tục live cho anh coi nữa. Nguyễn Sớ Nguyễn Tấn này nhanh thiệt luôn á. Con đò, Hà Phạm ơi, Hà Phạm comment xem chữ con đò nha, chứ không phải là con thuyền đâu ạ. Con đò mọi người nha, đáp án là con đò, mọi người comment xem chữ con đò. Rồi, bây giờ em xin phép là sẽ lướt comment liền luôn nha. Lướt comment cho mọi người coi nè, chúng ai nha. Ai gì cắn qua chỉ cần anh, ai cần quà chỉ cần túc túc thôi à. Kính nam hay nữ vậy? Trung Thanh ơi, kính đó là kính nam anh ạ. Ok, comment cho em chữ con đò. Còn Trung Thanh muốn lấy kính đó thì Trung Thanh comment cho em là chữ L35 kèm theo số điện thoại luôn nha. Rồi bây giờ em lướt liền luôn mọi người ha, lướt comment liền luôn. Gì 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ai đây ạ? Chúng ai là người đó trúng kính mọi người nha. Ở đây comment ai đây? Nguyễn Tấn comment rất là dài luôn. Chán thật, không thích đeo kính mà vẫn phải vào xem. Là anh Nguyễn Tấn nha. Ok, không phải đáp án đúng nha. Comment con đò mới đúng. Rồi lại nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ạ? Đây nha, ai đây? Rồi, con thuyền, Hà Phạm comment con thuyền là sai luôn ha. Hà Phạm comment chữ con thuyền không đúng luôn Hà Phạm nha. Phải là con đò thì mới đúng. Lại nha. Lê Rin ơi, comment cho chị chữ con đò để được trúng thưởng luôn nha. Cảm ơn Nguyễn Tấn ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ạ? Đây, ai nha. Rồi, Lục Gia Bảo nha. Hai người chơi luôn đi hả? Lục Gia Bảo comment rất là nhiều, không đúng luôn mọi người ha. Lục Gia Bảo không đúng nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ạ?
Anh Cường nữa hả? Anh Cường comment là con đò, Nguyễn Quốc Cường comment con đò, nhưng mà hôm qua Nguyễn Quốc Cường đã trúng kính rồi, đã được bóc rồi cho nên làm lại nha. Nguyễn Quốc Cường hôm qua trúng kính rồi. Rồi, 5, 4, 3, 2, 1. Trời đất ơi, quay hoài, không có một người nào trúng hết trơn. Ok, rồi cancel, ai cần quà thì em chỉ cần túc túc thôi đó hả? Trời đất ơi, cancel comment không đúng nữa nha. Mọi người comment cho em là con đò đi, đừng comment tùm lum coi. 5, 4, 3, 2, 1, ai đây? Em lúc mà em mệt mỏi lắm luôn rồi. Ok, chúng hai cái này của bà Hương Ngọc Lan. Ok nha. Rồi, Hương Ngọc Lan comment con đò chúng hai tên của bà luôn là không xê vào đâu được hết rồi. Ok, Hương Ngọc Lan comment cho em là trúng thưởng kèm theo số điện thoại liền luôn Hương Ngọc Lan nha. Chúng hai comment mà toàn bả không à. Rồi, bây giờ mọi người ơi. Chúng Hương Ngọc Lan nữa. Hương Ngọc Lan trúng kính bao nhiêu ngày rồi? Rồi, bây giờ mọi người ơi, mọi người tranh thủ nha, Hương Ngọc Lan mà chưa chia sẻ livestream là không được đâu nha chị yêu nha. Rồi, bây giờ mọi người ơi, tôi xin phép mọi người là sẽ kết thúc livestream luôn nha. Chúc mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ luôn. 2:30 mọi người quay lại chơi game với Túp Túp nữa nha. Bye bye mọi người. Phí ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k mọi người nha.